Loconad. Khi bạn băng qua con đường đây, phải cẩn thận nhìn hai bên đường đi. Bên trái bạn đây, ở bên phải đây, và chúng ta chờ đèn xanh. Đúng, đó không đi hay chẳng vang, xanh là thì mình được đi đây. Đó đừng hay chấm vàng, xanh là thì đi nào. Đó dừng hay chấm vàng. Đèn xanh chúng ta đi nào, ta đi thôi. Khi bạn băng qua con đường này, hãy nắm nhờ bàn tay, luôn nhớ đi với những người bạn, chúng ta sẽ an tâm. Đó không đi hay chấm vàng, xanh là thì mình được đi đây. Đó đừng hay chấm vàng, xanh là thì đi. Chấm vàng, xanh đi, ta đi thôi. Nếu bạn thấy đèn vàng bật lên, không cố chạy nè bạn, dừng chờ đừng vội nhé, để xanh sẽ bật sớm thôi. Đó không đi hay chấm vàng, xanh là thì mình được đi đây. Hãy cùng chơi bong bóng, cùng chơi với mình, chúng ta cùng chạy tới, đừng có vượt qua đây. Hãy cùng tung cao nhé, cho một cái nổ tung, yeah, nhảy, ta cùng nhảy lên và xuống đi thôi. Vì thế sẽ vui vui cùng bóng bay. Bạn có thấy vui không? Yeah! Đi thôi! Hãy cùng chơi phi tiêu, bóng trên tường kia đấy. Xem những màu sắc cùng với những quả bóng lớn nhỏ. Thằng mùi tên ta băng, nhanh nào tôi với bạn. Hãy cùng nhau thi, hãy xem tôi đây, ai làm chúng nổ tung. Bọn ta cùng chơi với bóng bay đáng yêu, nhìn thấy chúng trên trời đó mọi người, chạm tới nơi mặt trăng xa. Ở bữa tiệc vui ấy, chúng ta thổi bóng bay và chơi rất nhiều trò ca ngày. Vì thế sẽ vui vui cùng bóng bay. Bóng bay bạn đã có bay lên trời, bông bông bay làm chi thế, bay lên trời, bông bông bay làm chi thế, chúng ta có thể bay, bông bông bay làm chi thế, một ngày nào đó, nhưng bây giờ bông ta cùng chơi với bông bay đáng yêu, nhìn thấy chúng trên trời đó mọi người, chạm tới nơi mặt trăng xa. Ở bữa tiệc vui
hãy đi đến sở thú khủng long. Các bạn hãy đi xem khủng long đi nào. Là khủng long này. Hãy đi xem khủng long đi nào. Tại vườn thú Zura đây này. Hãy đi xem khủng long kêu gầm. Gầm gầm gừ 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 gừ. Hãy đi xem khủng long kêu gầm. Ở nơi đó tre xanh xung quanh. Hãy xem đây là pterosaur. Pterosaur, pterosaur. Hãy xem đây là pterosaur. Ở trên lưng với các tấm xương. Tuyệt vời. Nào Betty ở trong đâu chú? Nào ở trong, ở trong đâu? Nào Betty ở trong đâu chú? Nhưng cơ thể rất ư to lớn. Ở trên kia khủng long Diplodocus. Diplodocus, Diplodocus. Ở trên kia khủng long Diplodocus. Chú cao hơn cái cây. Xem đuôi và cô nó dài. Cô và đuôi chúng rất dài. Xem đuôi và cô nó dài. Hay tránh xa khi chúng hắt hơi. Achu. Lòng bài này pterodactyl, pterodactyl, pterodactyl. Khủng long bài này pterodactyl. Chúng nó vô cánh bay. Với cái mỏ đầy răng nhọn hoắt. Đầy đầy răng, răng rất nhiều. Với cái mỏ đầy răng thật nhiều. Để chúng bắt cá chúng ăn. Lúc ta chạy la hét rồi. Chạy và hét, hét la này. Đến lúc ta chạy la hét rồi. Nhân nhất bạn có thể đi. Khủng long bạo chúa ở đây rồi. Rest ở đây này. Khủng long bạo chúa ở đây rồi. Và ta phải kết thúc thôi. Trong một tà bi rửa thật sạch sang bông.